vẫn còn Tuyến ơi. Cú đá nhưng đã không thể. Đó là một cú đá thẳng rất nguy hiểm. Bóng có vẻ như vừa tìm đến xà ngang. Rồi đây dành cho cao thủ của FC Cơ Nhạc vừa qua đây. Khung thành trống ở trước mắt. Đó là một tình huống hay dành cho số 10 của cao thủ Cơ Nhạc. Cú hiếm, lộn xộn quá, cú đá quá mạnh. Xin chào quý vị khán giả, tôi đang đến với nhà được trực tiếp tại server Đồng Cầu Đen trong buổi chiều ngày hôm nay để chuẩn bị theo dõi lượt trận đầu tiên ở khu vực giải bóng đá từ Hùng Long Tướng cho Xuân Quý Mão 2023. Giúp doanh nhân doanh nghiệp bày vé. Như vậy là hiệp 1 của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Và trả bóng lại từ giữa. Nhưng với cao thủ FC Cơ Nhạc, họ đang có cơ hội tấn công ở cánh trái. Đó là pha đưa bóng dành cho Tuấn Tín. Vẫn còn Tuấn ơi. Cú đá nhưng đã không thể vượt qua được hệ thống phòng ngự của các đội bóng giành. Rất may ở trong tình huống vừa rồi, số lượng đông những cầu thủ ở trước khung thành đã giúp cho cao thủ của chéo số 9. Pha tranh chấp và tranh thủ cơ rất tốt của Tám Vương. Cú đá nữa. Khá nguy hiểm. Đó không biết là một tình huống phá bóng hay là suýt chút nữa là phản lưới nhà nữa. Phá bóng mà trung vệ số 20 phòng đã khiến cho cơ hội và các cổ động viên có mặt trên sân vận động Cầu Đen chiều này phải thoát đi. Chưa thể kịp băng lên cho cầu thủ Đại. Xoay sở Vũ Tâm. Mất bóng nguy hiểm, khả năng chớp thời cơ rất ấn tượng. Tuy nhiên lần này thì không phải là một cú đá tốt như mong đợi của số 11. Đang cầu thủ đã có một pha mở tỷ số gần như tương tự như thế này. Nhưng cú đá của anh dường như có vẻ như là bóng vừa chạm vào vách trên của xà ngang. Dành cho cao thủ của FC Cơ Nhạc vừa qua đây. Khung thành trống ở
trước mắt. Đó là một tình huống hay dành cho số 10 của ca thủ cơ nhạc. Quả bóng và khiến cho thủ thành của Bạch Thiên Lập cũng đã phải băng ra. Và phần còn lại thì đơn giản rồi. Đánh bại cả thủ môn đối phương cũng đánh trống và bàn thắng thứ hai dành cho trận đấu này. Ca thủ Cường Nhạc đã vượt lên ở trong trận đấu thứ hai trong một tình huống. Và qua người rất tốt. Và tốc độ của số 14 ở hai lạng cánh phải cho ca thủ Bạch Biến Tây Lộc quá đáng tiếc. Đó là một đường chuyền vào của số 14 ở lạng cánh phải Lão Tướng Cường dành cho Tiên Đào Đại. Tiếc là cú đá của Lão Tướng Đại ở trong vòng cấm lại hỏng, và thậm chí là cú trượt ngã khiến cho anh để chạm tay vào bóng. Ngã rồi nhưng trọng tài nói không, nhưng đây là cơ hội vẫn còn, cần phải có tình huống trả bóng lại dành cho phó vừa rồi. Và một loạt những tình huống khiến cho mọi thứ lộn xộn ở trong vòng cấm của ca thủ Cường Nhạc cũng đã trôi qua. Dành cho Lão Tướng Đại. Bóng lại trả lại cho Tuấn. Cú đá từ xa. Và xử lý rất nhanh và có sự cố gắng cao. Đó khiến cho thủ thành của ca thủ Cường Nhạc phải trôi bay. Bóng ngược. Cơ đấy. Quả bóng rất nhanh cho thủ môn của Cường Nhạc. Trọng tài nói không. Bây giờ đã có bàn thắng và hai đều dành cho ca thủ của Bạch Biến Tây Lộc. Tuy nhiên thì trọng tài lại không công nhận bàn thắng và đó là lỗi đá phạt lên. Trọng tài xác định đó có vẻ như là lỗi đẩy sau và không được công nhận bàn thắng. Trọng tài ra dấu hiệu cho tấn công. Trận đấu vẫn tiếp tục. Quý ở đánh đầu. Quá tiếc, đó là pha đánh đầu hồng của số 18. Sự đắn đo đã được thể hiện rõ ở trong tình huống vừa rồi. Nhưng độ chính xác thì nó lại không cao. Thời tiết cho Lão Tướng Lập. Một trong những sự tăng cường ở trong trận đấu thứ hai này của Bạch Biến Tây Lộc. Cội cho ca thủ Cường Nhạc bánh lưới của Bạch Biến Tây Lộc tiếp tục bị uy hiếp. Nhưng lần này may mắn là sẽ chỉ có đá ngoài góc cho đối phương. Một lần nữa thì thủ môn của ca thủ áo xanh phải bắn ra. Trọng tài đã kết quay và chỉ tay vào chấm penalty. Một pha bóng mà đáng tiếc đã để bóng chạm tay ở trong vòng cấm của cầu thủ. Tiền đạo số 16 này sẽ được trao cho tình huống này. Cú đá rất chính xác, đánh lừa được thủ môn đối phương. Và bàn thắng đã được thiết lập để sát vào tỷ số. Hòa đội bóng đang giúp cho thế trận trở nên ấm dẫn hơn ở ngay trận đấu mở màn này.
hiếm. Lộ thôn quá, cú đá quá mạnh. Những pha bóng kiểu như vừa rồi. Cú phá bóng dài. Thủ môn của Bành Viễn Thanh Lộc buộc phải băng ra. Đó là một pha bóng tốt cho thủ thành Quang. Nhưng trọng tài lúc này cũng đã thổi còi để khép lại thời gian thi đấu chính thức của cao thủ Bành Viễn Thanh Lộc và cao thủ của Cường Nhạc. Tỷ số là 2-2, vậy là chia điểm 1-1. Và chúng ta sẽ đã tạm thời khép lại trận đấu này. Để thi đấu sẽ là vòng tròn và sẽ gặp lại hai đội bóng ở tuần sau. Sau đây sẽ là trận đấu của cao thủ doanh nghiệp Yên Bảy Bé và cao thủ Lão Dương Quân Bảy. Chúng tôi sẽ trở lại sau đây.